Nếu chưa từng trải nghiệm qua hệ sinh thái Galaxy thì chưa biết sự tiện lợi đến như thế nào đâu. Hãy tưởng tượng mà xem, nếu khách hàng chúng ta chỉ sử dụng điện thoại Samsung nhưng chưa từng trải nghiệm qua các thiết bị trong hệ sinh thái Galaxy như Galaxy Buds 2 Pro, Galaxy Watch 5 thì sẽ như thế nào nhé? Ở những nơi đông người, việc đàm thoại sẽ trở nên vô cùng khó khăn bởi vô số những tiếng ồn ở bên ngoài chúng ta. Các bạn thấy đó, khách hàng sẽ có cảm giác vô cùng khó chịu khi trải nghiệm. Và bạn là một trong những chuyên viên tư vấn điện thoại thông minh Samsung với sứ mệnh chia sẻ về các trải nghiệm tiện lợi, ngữ cảnh cũng như lợi ích sử dụng của các thiết bị trong hệ sinh thái Galaxy như thế nào, như là Galaxy Buds 2 Pro. Âm thanh 24-bit tuyệt đỉnh sẽ đem đến cho bạn trải nghiệm âm nhạc chưa từng có. Chủ động đàm thoại rõ ràng, bạn có thể tự do trải nghiệm nghe nhạc, xem phim, lướt web và có thể đàm thoại được với bạn bè một cách dễ dàng hơn ngay ở những nơi đông người với Galaxy Buds 2 Pro. Galaxy Watch 5 nghe gọi nhanh chóng và dễ dàng. Khi có cuộc gọi đến, bạn có thể nghe dễ dàng ngay trên chiếc đồng hồ của chúng ta mà không cần sử dụng đến những chiếc điện thoại. Bên cạnh đó, Galaxy Watch 5 luôn đồng hành với sức khỏe của bạn. Nhiều tính năng theo dõi cơ thể như là phân tích thành phần cơ thể, đo huyết áp, đo điện tâm đồ, đo nhịp tim SpO2, v.v. Và điều cuối cùng Trang muốn nói rằng là hãy chia sẻ thật nhiều những trải nghiệm tuyệt vời về hệ sinh thái Galaxy đến cho khách hàng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!